Đây là phần cái chữ nhé, đã được mình tô với màu sắc đó là màu tím nha các bạn. Và mình đã tô màu xong cho bức tranh của mình ngày hôm nay nha các bạn. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay các bạn nha. Các bạn thấy điều trên tay của mình là bức tranh hình ảnh của bé Bảo Linh không? Trong này là lễ hội Halloween được biểu tượng của buổi 4 màu sắc. Các bạn có thể tham khảo cái màu sắc đậm màu của mình để hoàn thành bức tranh hình ảnh để giống như là những quả bí ngô này nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Chúc các bạn nha, xin chào nha. Xin chào mọi người nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của tôi, Viết Tranh. Chính là mình đã hôm nay thì mấy mọi người đã hoàn thành Viết Tranh hình ảnh của mình đang cần bạn là người theo dõi video được các mình tô màu cho cái tranh này đấy. Và đây là bức tranh của mình lấy nguyên liệu các bạn. Và mình sẽ tô màu cho mình trái tim của màu sắc đó là màu đỏ các bạn. Đỏ cho hình quả bóng bay, hình trái tim này nha. Phần chiếc nơ bóng gấu thì mình sẽ tô màu đỏ luôn nha. Và con gấu này thì mình sẽ tô màu xám cho các bạn. Mình tô một tai trước nhé. Mình sẽ tô phần đầu. Đây là phần đầu của con gấu. Và tiếp theo thì mình sẽ tô đến phần tay và phần thân nhé. Các
arrepentirte y sea. Ngày này sau mình không tìm được cái màu này sớm hơn một đời mình sẽ đỡ khổ nhỉ. Đúng không? Nói tóm lại là mình phải tìm qua rất là nhiều thứ mình mới tìm được chân ái của đời mình. Đúng rồi đấy. Đúng rồi không? Ngày đã là mấy chục nghìn, 60 nghìn hay không? Để quay lại. Chúng nó rất là đáng tiền đấy nhỉ. Kiểu nó là một bước tiến nhảy vọt của nhân loại. To mà không cần dùng nước để mà trà đúng không? Là cái khoái rồi. Thả xuống cái là tự phiêu luôn. 69.000 một hộp, 70.000 để quay là dùng được trong một tháng hay là hai tháng. Mình đã tôi ngồi sau cái bức tranh hình ảnh thì con gấu đang cầm quả bóng bay hình trái tim, cảm giác là nhẹ như lông hồng nhỉ. Cảm giác rất là cứu đó. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay, như các bạn thấy thì ở trên tay của mình là bức tranh hình ảnh của con gấu đang cầm một quả bay hình trái tim nhé, được hoàn thành bởi và tôn trọng màu sắc. Các bạn có thể tham khảo cái mẫu của mình để hoàn thành bức tranh hình ảnh về con gấu đang cầm quả bay hình trái tim này nha. Và video của mình đến đây là kết thúc của mình nhé. Mời tất cả mọi người quan tâm theo dõi, mọi người like và subscribe. Chúc mừng nha, xin chào các bạn. Đây này, em vừa lại in tô này, in tô mà in hết mua hết nhiều đến tô lâu. Chiều sáng toàn in cái nhỏ quất, chỉ tô 5-6 phút thôi. In nhỏ này nhanh hết lắm, vì là chỉ cần tới 1 chấm là hắn đã làm được hết rồi. Đúng rồi, phải lại in cái mới này.